Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm ngày 25 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11 lần 2, các đại biểu tiếp tục tập trung tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung tờ trình quan trọng. Từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 18 cho trên 130.000 người tại 8 trên 10 huyện, thị xã và điểm tiêm Bệnh viện mùng 7 tháng 5 Công an tỉnh. Thông qua lời kêu gọi phát động của Bộ Công an, huyện Điện Biên Đông được các đơn vị tài trợ 55 tỷ đồng để làm nhà ở cho hộ nghèo. Những ngày qua, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, huyện Điện Biên Đông vẫn tích cực triển khai công tác chuẩn bị tiến hành rà soát, thẩm định từng hộ gia đình để việc làm nhà ở cho hộ nghèo được khẩn trương, đảm bảo đúng đối tượng. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp tháng 11 lần 2. Hôm nay dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu tập trung tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung tờ trình quan trọng. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến tham gia vào nội dung tờ trình ban hành nghị quyết quy định về điều kiện diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tham gia nội dung này, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình. Tuy nhiên, về đối tượng áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công dân có liên quan trong việc thực hiện đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên phải bảo đảm thực hiện theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị việc xây dựng nghị quyết phải tuân thủ, phù hợp và thống nhất với quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, Luật Nhà ở và các pháp luật khác có liên quan. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện tờ trình để trình Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp sắp tới. Về nội dung tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, mức học phí năm học 2022-2023 đối với cấp học mầm non, cấp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở là 50.000 đồng trên một tháng trên một học sinh. Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông là 100.000 đồng trên một tháng trên một học sinh. Tham gia nội dung này, các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết, tuy nhiên cần nghiên cứu mức vùng, thành thị, nông thôn để điều chỉnh mức học phí cho phù hợp. Về xác định khung học phí năm học 2022-2023, về cơ bản đáp ứng được mức khung theo quy định, đề nghị xem xét cân nhắc khi áp dụng đối với các đối tượng theo vùng đặc biệt khó khăn. Thống nhất nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trên cơ sở các quy định cần áp dụng theo khung quy định của Nghị định 81/2022 của Chính phủ, cần lý giải làm rõ thêm theo vùng 1, vùng 2, vùng 3 để áp dụng. Đồng chí cũng đề nghị bổ sung mức học phí đối với cấp tiểu học. Về nội dung tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Về nội dung này, các đại biểu thảo luận thống nhất mức giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Về mức giá áp dụng không cao hơn mức giá tối đa do Bộ Tài chính quy định tại quyết định số 1477/2021, đề nghị Sở Tài chính hoàn chỉnh lại nội dung tờ trình vào ngày 26 tháng 11. Đối với nội dung tờ trình đề nghị giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc tỉnh Điện Biên năm 2022 và giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Điện Biên năm 2022. Về nội dung này, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh cho biết. Để giao số lượng người làm việc năm 2022, thì xin báo cáo Ủy ban tỉnh là Sở Nội vụ cũng xây dựng phương án là tạm giao cái số người làm việc 2022 trên cơ sở giữ nguyên cái số đã giao năm 2021 của các đơn vị. Chỉ có là điều chỉnh trong nội bộ một số đơn vị, ví dụ như là ở cái ban quản lý dự án nhân dân tái cư thì đã có cái phương án giải thể thì sẽ cắt giảm biên chế của ban quản lý. Thì trong đó thì giao hai biên chế lại cho Sở Nông nghiệp và ba biên chế cho Sở cho Ủy ban nhân dân thành phố đi kèm với cùng con người. Ngoài ra thì có một biên chế hiện nay là biên chế sự nghiệp là đang quản lý ở nhà khách ở trong khu Ba Khoang thuộc quản lý của trung tâm quản lý nhà khách của văn phòng ban tỉnh thì sẽ theo kế hoạch cũng có quyết định ban tỉnh điều chuyển về bên ngành nông nghiệp thuộc ban quản lý rừng Ba Khoang. Về số lượng người làm việc năm 2022 thì dự kiến phương án tạm giao như vậy. Thế thì sắp tới thì khi Bộ Nội vụ đã có văn bản chính thức về giao cái số lượng người làm việc năm 2022 cho các cơ quan đơn vị sự nghiệp của tỉnh Điện Biên thì Sở Nội vụ sẽ chủ động phối hợp cùng với lại các cơ quan đơn vị để xây dựng cái phương án dự kiến theo cái số giao của Nội vụ để trình ban tỉnh. Tham gia nội dung này, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất,
đề nghị các cơ quan từ tỉnh đến huyện phải xây dựng đề án xây dựng vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp, số lượng người làm việc trong các cơ quan đơn vị này như thế nào cho phù hợp. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về biên chế công chức sẽ trình theo đúng số lượng biên chế của năm 2021. Về biên chế viên chức sẽ trình UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh tạm giao về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo số lượng năm 2021. Như trong cái sự cần thiết thì đề nghị Sở Nội vụ các đồng chí phải lý giải thêm về cái chuyện tại sao chúng ta sẽ phải trình tạm giao. Nhưng mặc dù đến nay là chưa được Bộ Nội vụ thẩm định, chưa được Bộ Nội vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên là do yêu cầu về cái việc mà phân bổ và thực hiện cái nhiệm vụ về biên rồi dự toán ngân sách để duy trì tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập này trong ngay từ đầu năm 2022 thì cần thiết là phải tạm giao cái nội dung này để giữ cái ổn định đấy. Chứ bây giờ công chí bảo là không giao thì coi như các cái hoạt động đấy tổ chức ngay thực hiện từ nhiệm vụ từ đầu năm thì bây giờ thế nào, ngân sách quản lý làm sao, không có biên chế xin người công chí không được tạm giao, ra kho bạc không rút được tiền lương, thế thì cái việc đó thì bây giờ trách nhiệm thuộc về ai? Thì cũng phải từ cái việc đó chúng ta từ cái thực tiễn đấy. Bây giờ công chí cứ phát biểu bảo bây giờ không giao thì bây giờ ra kho bạc không rút được tiền, các đơn vị sự nghiệp giáo dục rồi y tế công chí không có lương, thế thì vấn đề như thế nào? Trên đề nghị công chí là từ cái thực tiễn này chúng ta cùng chia sẻ, cùng bàn giải pháp để chúng ta tháo gỡ. Về nội dung tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030. Về nội dung này, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình. Thống nhất nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần xem xét nhóm chỉ tiêu của giai đoạn trước và nhóm chỉ tiêu của giai đoạn này để so sánh làm tiền đề thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Tại phiên họp lần này, bên cạnh 12 nội dung xem xét thảo luận tại phiên họp, UBND tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương cho ý kiến bằng văn bản vào 7 nội dung quan trọng khác. Đó là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2022, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, nhiệm vụ năm 2022, báo cáo việc giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021, nhiệm vụ năm 2022, báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. Chiều nay, Bộ Nội vụ tổ chức lễ bế mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các điểm cầu của tỉnh Điện Biên có đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và gần 30 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã được tập huấn bồi dưỡng 6 chuyên đề gồm tầm nhìn định hướng phát triển đất nước, chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, kỹ năng của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án, kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn báo chí của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỹ năng giám sát. Các chuyên đề được biên soạn bởi các chuyên gia nhà khoa học, nhà quản lý. Chương trình, tài liệu được xây dựng công phu, nghiêm túc, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của lớp bồi dưỡng, đảm bảo tính khoa học, cập nhật, cân đối giữa các chuyên đề và thời gian tổ chức bồi dưỡng, cung cấp những kiến thức kỹ năng cơ bản cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Phát biểu bế mạc lớp tập huấn, lãnh đạo Bộ Nội vụ đánh giá cao các giảng viên, học viên đã nghiêm túc truyền giảng và tiếp thu nội dung khóa tập huấn và tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Nội dung chương trình được điều chỉnh linh hoạt phù hợp với thực tế của lớp học. Các tài liệu được biên soạn khoa học. Qua lớp tập huấn này, mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh sẽ nâng cao hơn chất lượng hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, vai trò của người đại biểu nhân dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo báo cáo của Sở Y tế, 11 giờ 30 phút trưa nay 25 tháng 11, tỉnh Điện Biên ghi nhận 12 ca mắc COVID-19. Tất cả đều đã được cách ly trước đó và như vậy, sau nhiều ngày ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng thì tính từ hôm qua 24 tháng 11 đến trưa nay, toàn tỉnh không có ca mắc mới trong cộng đồng. Trong 12 ca mắc mới có 11 ca ở thành phố Điện Biên Phủ, trong đó có 4 ca ở xã Nà Nhạn, 2 ca ở xã Thanh Minh, 3 ca ở phường Nong Bua, 1 ca ở phường Mường Thanh và 1 ca ở xã Nà Tấu. Còn một ca ở xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông là công nhân chi nhánh tập đoàn Hưng Hải. Như vậy, tính từ ngày 1 tháng 11 đến 11 giờ 30 phút trưa nay 25 tháng 11, tỉnh Điện Biên ghi nhận 373 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, huyện Điện Biên 240, huyện Tùa Chùa 3, huyện Mường Nhé 33, huyện Nậm Pồ 2, thành phố Điện Biên Phủ 75, huyện Mường Trà 4, huyện Điện Biên Đông 10. Bệnh nhân nhập cảnh từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là 6 ca. Số bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện là 101 ca.
Cũng theo báo cáo của Sở Y tế, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 24 tháng 11 năm 2021, Bộ Y tế đã quyết định phân bổ xuất cấp cho tỉnh Điện Biên 10.000 viên thuốc Avigan 200mg để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 18 cho trên 130.000 người tại 8 trên 10 huyện thị và điểm tiêm Bệnh viện mùng 7 tháng 5 Công an tỉnh. Loại vaccine tiêm trong đợt này là vaccine Verocell Sinopharm với 130.000 liều. Để đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng, Sở Y tế đã chỉ đạo lực lượng y tế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hỗ trợ của địa phương, ra soát, lập danh sách và thông báo cho người dân đến tiêm theo các khung giờ khác nhau. Tại các điểm tiêm đều tổ chức phân luồng, hướng dẫn cho người đến tiêm giữ khoảng cách an toàn, bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực, trang thiết bị, sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm khi xảy ra phản ứng nặng sau tiêm. Trước đó, tính đến hết ngày 23 tháng 11, tỉnh Điện Biên đã tổ chức tiêm được 17 đợt với gần 490.520 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó người trên 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt trên 95%, mũi 2 đạt 42%, trẻ em từ 15 đến dưới 18 tuổi đạt 90%. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các xã của huyện Điện Biên đã tăng cường biện pháp cấp bách phòng chống dịch, trong đó nêu cao vai trò của các tổ COVID cộng đồng, tổ tự quản trong phòng chống dịch và huy động sức mạnh nhân dân tham gia giám sát, chăm lo cho người dân đang cách ly tại nhà. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống dịch huyện Điện Biên, tính từ ngày 1 tháng 11 đến trưa ngày 25 tháng 11 năm 2021, trên địa bàn huyện Điện Biên đã ghi nhận 240 ca mắc COVID-19 tại 16 xã. Huyện Điện Biên đã thành lập 15 điểm cách ly y tế đối với 7 khu vực, đồng thời tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp liên quan tới F0, đưa đi cách ly tập trung đối với hơn 1.830 trường hợp F1 và gần 360 trường hợp F1 cách ly tại nhà. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, Ban Chỉ huy Phòng chống dịch các xã cũng đã tăng cường phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng tại các thôn bản, khu dân cư, nắm tình hình dịch bệnh tại từng thôn bản, phối hợp điều tra dịch tễ, tuyên truyền vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, y tế xã, những trường hợp có yếu tố liên quan để tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, thực hiện giám sát các trường hợp F1 đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà. Tổ COVID cộng đồng chúng tôi đã phối hợp với trạm y tế của xã, đã đi tuyên truyền cho các hộ gia đình trong cái diện phải cách ly tập trung, là nghiêm chỉnh chấp hành cái việc mà thực hiện cái giãn cách trong cái khu mà cách ly này. Thế thì hiện nay là trong cái khu cách ly, trong khu mà giãn cách ấy, mà có tổ chốt, thì hiện nay có 8 hộ. Và sau khi được tổ COVID cộng đồng, chúng tôi đã cắt cử các thành viên đến để tuyên truyền và vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh cái việc mà giãn cách phòng chống COVID. Chúng tôi cũng có điện thoại liên hệ với gia đình để cần vấn đề gì tổ COVID cộng đồng liên hệ, và các hộ gia đình cần tiếp tế, cần lương thực thực phẩm, cần vấn đề gì thì tổ COVID cộng đồng là chúng tôi là nhờ người ở ngoài thì mua hộ, thế hoặc là liên hệ với lại người nhà của các cái hộ gia đình đây để liên hệ mua hộ để mang đến cho các cái hộ gia đình này. Để tránh sự bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng, cán bộ, nhân viên y tế và các cơ quan chức năng của huyện Điện Biên đã tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra tình hình sức khỏe cho các trường hợp cách ly y tế. Đồng thời, làm tốt việc truy vết, rà soát những trường hợp trở về từ vùng có dịch, người tiếp xúc với người từ vùng dịch về địa phương để phân loại, theo dõi và đưa đi cách ly y tế theo đúng quy định. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người có nhu cầu trở về quê. Các tổ COVID cộng đồng trên địa bàn huyện đã đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền đến các hộ dân về biện pháp phòng chống dịch. Cùng với đó, vận động mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ mình và cộng đồng trước đại dịch COVID-19. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà các trường học đang thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị trường học khi thực hiện cách ly, đồng thời mong các trường chủ động khắc phục khó khăn, cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng 42.000 chiếc khẩu trang và 1 tấn gạo cho các trường học trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đang thực hiện cách ly tập trung, tổng giá trị 50 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của Quỹ hỗ trợ nhà khăn Quảng Đỏ thuộc Trung ương Đoàn.
Ngoài sự hỗ trợ trên, trong đợt này, Quỹ hỗ trợ nhà khăn quàng đỏ cũng đã khảo sát, hỗ trợ xây dựng 4 nhà khăn quàng đỏ cho 4 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần chủ động linh hoạt, thích ứng, đảm bảo an toàn, tận dụng thời gian vàng, dạy học trực tiếp, đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo đã và đang tập trung dạy học trực tiếp, ưu tiên tổ chức thực hiện những nội dung chương trình cốt lõi của năm học. Nằm cách huyện Lỵ Tuần Giáo gần 20 km, đến thời điểm này, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học, trung học cơ sở xã Tinh Phong chưa có trường hợp nào liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Tranh thủ điều kiện thuận lợi ấy, trường đã tích cực tận dụng thời gian vàng để dạy học trực tiếp, đưa vào giảng dạy các nội dung cốt lõi của năm học. Trường đang tổ chức dạy học trực tiếp 6 buổi trên tuần, tăng buổi ở một số lớp, một số môn. Bên cạnh xây dựng phương án dạy học theo từng cấp độ dịch, thì nhà trường vẫn ưu tiên và tận dụng tối đa thời gian vàng dạy học trực tiếp cho học sinh. Cùng với đó, phân công từng giáo viên xây dựng phương án, kịch bản cụ thể, việc học trực tuyến và học ở nhà. Bởi nhà trường quản lý 5 bản thì có tới 4 bản chưa có điện và có sóng điện thoại. Do vậy, thiết bị và hạ tầng để các em đáp ứng việc học trực tuyến sẽ là rất khó khăn. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng các kịch bản, các kế hoạch dạy học khi trẻ mà không được đến trường, nhưng cái không ngừng việc học thì chúng tôi đã xây dựng cái phương án là đối với bản trung tâm thì chúng tôi tổ chức dạy học trực tuyến cho các em ở điểm bản có điện và có sóng. Thế còn 4 bản còn lại thì nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch là bằng hình thức là giao phiếu bài tập cho các em ở điểm bản, phân loại các em ra theo các nhóm lớp để giao phiếu bài tập, và hàng ngày thì các thầy cô cũng đến thông qua các em nhóm trưởng để đôn đốc thực hiện cũng như là hướng dẫn các em học bài theo nhóm. Theo các kịch bản đã xây dựng từ trước, nếu khi dịch bệnh xảy ra và có diễn biến phức tạp, học sinh phải tạm dừng đến trường. Đối với các xã vùng cao, hệ thống công nghệ thông tin chưa phát triển, các nhà trường cũng đã xây dựng phương án dạy học bằng phiếu giao việc, giao bài tập. Một số học sinh khó khăn học ở trường trung tâm không có điều kiện học trực tuyến, giáo viên sẽ giao phiếu bài tập. Phiếu giao việc được giao trực tiếp cho phụ huynh để phụ huynh phối hợp với giáo viên quản lý học sinh. Sau đó giáo viên sẽ thu phiếu học tập để theo dõi, đánh giá, cũng như chủ động xây dựng phương án dạy bổ sung kiến thức khi học sinh trở lại trường. Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là chuyên môn của nhà trường cùng với lại các cái tổ nhóm sẽ chỉ đạo trực tiếp các giáo viên giảng dạy là sẽ xây dựng cái phương án mà theo như chỉ đạo là sẽ tiếp tục xây dựng các cái phiếu học tập, sau đó là triển khai cho các em học sinh về nhà theo từng môn, và đặc biệt là chỉ đạo cho các giáo viên bộ môn là tạo lên các cái phiếu học tập liên hệ trực tiếp với lại gia đình. Đối với nhà trường thì chúng tôi đang thực hiện là cho giáo viên một tuần xây dựng một video để hướng dẫn phụ huynh dạy học sinh tại nhà. Nếu trường hợp dịch bệnh COVID xảy ra thì chúng tôi sẽ sử dụng những video để nhà trường triển khai tới phụ huynh học sinh, nhờ phụ huynh học sinh dạy các cháu ngay tại nhà. Việc tổ chức dạy học thích ứng tình hình dịch COVID-19 đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo chủ động thực hiện và linh hoạt đúng chương trình theo từng bậc học do Bộ quy định. Tranh thủ tối đa thời gian học sinh học trực tiếp tại trường để tổ chức dạy học, ưu tiên tổ chức thực hiện những nội dung cốt lõi. Những nội dung còn lại có thể phát triển, thực hiện bằng các hình thức phù hợp khác. Các cơ sở giáo dục cũng đã chuẩn bị và sẵn sàng các điều kiện cần thiết để chuyển hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến và các hình thức dạy học khác theo phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học. Sở Y tế Điện Biên khuyến cáo, khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, cần gọi điện ngay cho đường dây nóng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, hoặc gọi đến đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên, hoặc đến trạm y tế xã, phường, thị trấn. Người dân sẽ được tư vấn và xét nghiệm miễn phí SARS-CoV-2. Sáng nay 25 tháng 11, Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên Đông khóa 6 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thảo luận và cho ý kiến tham gia vào quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 6 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương.
Theo đó, thực hiện quyết định số 1787 QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn cân đối ngân sách địa phương là trên 175 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý gần 66 tỷ đồng, vốn do huyện quản lý gần 110 tỷ đồng, thực hiện đầu tư cho 15 dự án gồm 1 dự án hoàn thành chuyển tiếp, 14 dự án khởi công mới. Riêng năm 2022 sẽ đầu tư cho 7 dự án với số vốn là trên 21 tỷ đồng. Các dự án được xem xét đầu tư trong giai đoạn này tập trung phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng điện sinh hoạt, hạ tầng khu trung tâm hành chính xã Tỉa Dình và hỗ trợ nhà ở cho người có công. Thời gian qua, huyện ủy Mường Trà đã triển khai công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên bằng các giải pháp như xây dựng bổ sung chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc, chương trình công tác, tạo điều kiện để các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Tính đến đầu tháng 11, Đảng bộ huyện Mường Trà có 49 tổ chức cơ sở đảng với trên 2.900 đảng viên, tăng hơn 1.500 đảng viên so với năm 2010. 100% số bản, tổ dân phố có đảng viên, 103 trên 110 thôn bản có chi bộ. Hàng năm khoảng 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở đảng yếu kém. Để đạt được kết quả trên, trong 10 năm qua, huyện Mường Trà đã tổ chức 57 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng cho hơn 2.800 quần chúng, hơn 40 lớp bồi dưỡng cho trên 2.000 đảng viên mới, đồng thời tăng cường các giải pháp như tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, coi trọng công tác kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành điều lệ đảng, các nghị quyết quy định của đảng, xây dựng bổ sung chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc, chương trình công tác, tạo điều kiện để các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Từ đó tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh với mục tiêu hàng năm kết nạp từ 100 đảng viên trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 85% trở lên. Thưa quý vị và các bạn, thông qua lời kêu gọi phát động của Bộ Công an, huyện Điện Biên Đông được các đơn vị tài trợ 55 tỷ đồng để làm nhà ở cho hộ nghèo. Những ngày qua, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, huyện Điện Biên Đông vẫn tích cực triển khai công tác chuẩn bị, tiến hành rà soát thẩm định từng hộ gia đình để việc làm nhà ở cho hộ nghèo được khẩn trương, đảm bảo đúng đối tượng. Đây là một trong những tổ rà soát để làm nhà ở cho hộ nghèo của huyện Điện Biên Đông. Mỗi tổ bao gồm bí thư chi bộ hoặc trưởng bản phối hợp với cán bộ công chức xã đến từng hộ gia đình thẩm định hiện trạng nhà ở. Các tổ rà soát còn có sự tham gia trực tiếp của phòng ban chuyên môn huyện. Khi đến từng nhà rà soát, tổ chụp ảnh hiện trạng nhà ở, thu thập thông tin về hoàn cảnh kinh tế. Kết quả rà soát này là cơ sở để hội đồng thẩm định xã lập danh sách đề nghị hỗ trợ. Sau khi kết quả khẩn trương của các tổ thì về thì các tổ sẽ thuyết trình về hoàn cảnh của từng gia đình cũng như hình ảnh, và hội đồng của xã thì bao gồm tất cả cán bộ công chức của xã sẽ tham gia xét duyệt và đối chiếu với từng trường hợp cụ thể đó để xác định trường hợp nào phù hợp và trường hợp nào không phù hợp để tiến hành. Trên cơ sở đánh giá kết quả đó thì Ủy ban huyện sẽ tổng hợp phân loại ra 3 đối tượng hỗ trợ nhà ở. Thứ nhất là hộ chưa có nhà ở, thứ hai là hộ có gia đình có nhà ở tạm bợ rột nát. Và đối với những trường hợp này là những hộ gia đình tạm bợ rột nát này là nhà ở không có khả năng sửa chữa và đề nghị với Bộ Công an cho tiến hành xây mới. Còn đối với các hộ gia đình mà có nhà ở thiếu kiên cố, và chỉ tức là thiếu kiên cố trong 3 yếu tố và mái, tường, cột, thì 2 yếu tố đó là không đảm bảo, thì chúng ta có 2 yếu tố là chưa đảm bảo thì gọi là nhà thiếu kiên cố, thì chúng tôi sẽ cho tiến hành sửa chữa với từng hạng mục. Để việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, huyện Điện Biên Đông đã thành lập 14 tổ công tác phối hợp với 14 xã thị trấn thực hiện tổng điều tra trên địa bàn toàn huyện, phấn đấu kịp thời, chính xác, không sót đối tượng. Chúng tôi đã triển khai một cách quyết liệt và huy động tới gần 300 cán bộ công chức viên chức từ huyện đến xã để tổng rà soát, thẩm định lại tất cả những cái số hộ mà có cái nhu cầu cần phải làm nhà. Và ngay sau khi triển khai chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày thì chúng tôi đã có được số liệu chính xác là số nhà cần làm mới là bao nhiêu, nhà cần sửa chữa bao nhiêu, và bây giờ chỉ chờ để sẵn sàng bước vào giai đoạn 2 để tổ chức triển khai thực hiện. Theo kết quả rà soát, huyện Điện Biên Đông có 990 hộ được làm nhà mới và 54 hộ cần sửa chữa nhà ở trong đợt này. Huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác làm nhà ở cho các hộ nghèo, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để người dân đón Tết trong ngôi nhà mới.
Thưa quý vị, chỉ trong hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Huyện Điện Biên Đông cần hoàn thành làm mới và sửa chữa trên 1.000 ngôi nhà cho hộ nghèo. Vậy địa phương này sẽ gấp rút hoàn thành như thế nào và giải pháp ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các chương trình thời sự sau. Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Điện Biên Đông tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng tham gia tuyển Nghĩa vụ Quân sự và Nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2022. Trong đợt khám tuyển lần này, huyện Điện Biên Đông có 340 thanh niên đăng ký tham gia Nghĩa vụ Quân sự và 85 thanh niên tham gia Nghĩa vụ Công an Nhân dân. Đây là những thanh niên trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ Quân sự đã qua vòng khám sơ tuyển tại các xã thị trấn, có phẩm chất đạo đức tốt, lý tưởng rõ ràng. Để công tác khám tuyển nhanh gọn, khách quan theo đúng quy định và đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Điện Biên Đông đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp cùng cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện bố trí đầy đủ phòng khám, khu vực khám, đảm bảo giãn cách. Tất cả các thanh niên tham gia đều được lấy mẫu test nhanh COVID-19 và đảm bảo tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế trong quá trình khám tuyển. Trên cơ sở khám sức khỏe, huyện Điện Biên Đông sẽ tiến hành tuyển chọn 100 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 36 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an năm 2022. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.